Hello everyone, hôm nay đã sử sẽ đến mọi người chợ nha. Và trông rất giá vì Ha Giang đó mọi người. Rất là đông người luôn. Và đoàn của mình đang bắt đầu đi vào chợ mua bánh gà vịt bò nha mọi người. Và mình đang đi trên đường đi nha mọi người. Mình chẳng đi một mình thôi, rất là đau đớn nha mọi người. Bye.